Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin người chồng đổ xăng lên người vợ và hai con gái riêng của vợ châm lửa đốt chỉ vì những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2018, bà Nguyễn Thị Huệ, 37 tuổi ở tỉnh Đồng Nai, vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị người chồng dùng xăng đốt gây bỏng toàn thân. Bị bỏng nặng ở lưng, hai tay, hai chân, tai và mặt nên bà Huệ không thể nằm mà phải luôn ngồi tựa vào giường bệnh, lúc tỉnh, lúc mê. Mỗi khi tỉnh lại, bà luôn hỏi người thân về tình hình hai người con gái. Cái lúc mà đi cấp cứu thì cháu lớn chỉ nói với mẹ là nói được một câu thôi là mẹ ơi, con không được đi học nữa rồi. Đấy là cái câu cuối cùng của cháu lớn. Và cái lúc mà cháu thứ hai mà ngọn lửa nó đốt như thế, mà cháu đấy vẫn chạy ra sân, cháu đến gọi mọi người là các bác ơi cứu mẹ cháu với, mà trong khi đó thì người của cháu nó là một ngọn lửa, mà không nghĩ rằng là tất cả hai cháu lúc nào chỉ nghĩ cho mẹ thôi. Trước đó vào ngày 20 tháng 8 năm 2018, do mâu thuẫn vợ chồng, ông Nguyễn Quang Dũng đã dùng xăng đốt vợ là bà Nguyễn Thị Huệ cùng hai con gái riêng của vợ ở phòng trọ tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuy được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng nên hai cháu nhỏ không qua khỏi.